Chim cu gáy hay biểu diễn, đồng chí Thao tại Ba Vì biểu diễn nhé, bắt đầu. Rồi, hôm nay em đăng là ngày 29 tháng 10 năm 2020 nhá. Đây là trang trại chim cu gáy hay. Kênh của mình là ship hàng chim cu gáy đi toàn quốc các bạn nhá. Chào các anh em đam mê chim cu gáy nhá. Thân ái, hẹn lại video sau.